các nhà hoạt động Việt Nam tới Hoa Kỳ vận động cho tự do báo chí. Một nhóm các nhà hoạt động mạng, bao gồm ký giả và blogger từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, vận động cho tự do báo chí trong nước nhân ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5. Đáp lời mời của một số dân biểu và các tổ chức cổ súy cho tự do thông tin tại Hoa Kỳ, chiều tối ngày 18 tháng 4, blogger Nguyễn Đình Hà, Hồ Nhật Đăng và nghệ sĩ ưu tú diễn viên điện ảnh Kim Chi sẽ có mặt tại thủ đô Washington DC để tham gia một loạt các sự kiện đánh động sự quan tâm của quốc tế và kêu gọi thúc đẩy cải thiện tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Nghệ sĩ Kim Chi từng đóng góp trong nhiều phim lớn của điện ảnh Việt Nam. Đầu năm ngoái thì bà gây chú ý công luận khi đăng bài công khai từ chối đề nghị khen thưởng của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vì cho rằng ông đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Blogger Đình Hà và Nhật Đăng được biết đến qua các hoạt động vận động cho quyền tự do thông tin tại Việt Nam, trong đó có chiến dịch quốc tế vận phản đối điều luật 258 của Việt Nam do mạng lưới Bloggers Việt Nam phát động. Ba thành viên còn lại trong phái đoàn đã bị Hà Nội ngăn không cho xuất cảnh tham dự cuộc vận động này, bao gồm hai nhà hoạt động xã hội dân sự là ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Lân Thắng và phóng viên truyền thông của Dòng Chúa Cứu Thế, cô Huyền Trang. Ký giả Huyền Trang bị chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 13 tháng 4. Nhà báo tự do Chí Dũng cũng đã bị thu hộ chiếu vào tháng 2 khi định sang Thụy Sĩ để dự cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Việt Nam. Đến nay vẫn chưa được nhà cầm quyền trả lại. Blogger Lân Thắng bị ngăn không cho xuất cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 5 tháng 4. Các sinh hoạt chính của chuyến đi bao gồm một buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 4 với sự chủ tọa của các thành viên chủ chốt trong nhóm hoạt động tại Quốc hội Hoa Kỳ về các vấn đề Việt Nam, tức Việt Nam Caucus, như dân biểu Loretta Sanchez và Zoe Lofgren. Khách mời tham dự sự kiện này dự kiến có ông Scott Busby, phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động.